Có anh em nào một buổi chiều mà đá được 2-3 trận bóng không? Đấy, như bản thân mình thì một buổi chiều mình cũng chỉ đá căng lắm được 2 trận thôi. Không biết là anh em thế nào, nhưng mà khi mình chạy đá bóng ấy, cái thời gian mà chạy trên sân lâu ấy, thì mình sẽ bị đau ở cái bàn chân, gan bàn chân cũng như là cái cổ chân và khớp gối rất nhiều. Đấy, thì có một lưu ý cho anh em, ví dụ như anh em sử dụng những cái dòng như Camito TA11 như thế này. Đấy, nó có những cái giảm chấn ngang này, đấy, cực kỳ êm luôn nhé. Đấy, bằng cao su này rất là êm này. Đấy, khi anh em đá bóng chạy những cái phương nghiêng như này, đấy, thì giảm được cái tác động lên chân và cảm giác nó êm, thế nên là hạn chế được việc đau chân trong quá trình mà anh em đá lâu nhé. Tiếp đó là cái giảm chấn ở dưới đế này nữa. Mút thì rất là êm rồi, nhưng mà lại còn có cái cả cái phần giảm chấn ở dưới đế này. Đấy, nó được khâu vào phần đế này, đấy, giúp là cái độ bền của đế nó tăng lên này. Cái thứ hai, cái quan trọng đó chính là cái độ êm. Khi anh em đi vào đôi giày nó rất là êm, đấy, đá thời gian dài không lo vấn đề bị đau chân đâu nhá. Nên là khi anh em mà chạy đấy, 1-2 trận đấy, cảm giác nó không bị đau cái găng và chân của mọi người. Thì đôi Camito TA11 phiên bản Pro, đấy, cái nữ gà liền này thì nó rất là ôm chân này. Thiết kế thì rất là đẹp, có rất là nhiều màu, anh em có thể click vào giỏ hàng để xem nhé. Cái phiên bản này thì cái chất lượng về da và keo của nó thì cực kỳ tốt. Mình đi và rất nhiều anh em trải nghiệm cái dòng này bên mình rồi, chưa bao giờ anh em có tình trạng bị bung keo hay là đứt chỉ, đấy, có khâu phun mũi này. Còn các cái phần ria này anh em đừng quan tâm việc là nó có khâu phun hay không nhé. Đấy, cái phần ria này nó không cần thiết đâu, vì cái dòng này keo nó rất là tốt, rất ít khi bị bong, gần như mình chưa thấy bị bong luôn. Mà cái form giày của đôi này phù hợp với cả anh em chân thon hoặc là chân hơi bè nhá. Anh em chân hơi bè đi đôi này thì quá là ok đấy. Nhưng mà anh em chân siêu bè mà muốn sở hữu đôi này thì anh em phải lưu ý với mình là chắc chắn là sẽ bị thừa mũi một chút nhá. Hiện tại thì mình đang có cái ưu đãi cho đôi này cực kỳ lớn. 3 món, một đôi giày 890k cộng một bình xịt và một đôi tất, nhưng mà chỉ còn 810k nhá. Anh em không nghe nhầm đâu, khi anh em mua combo một đôi giày, một bình xịt và một đôi tất, đấy, anh em còn được giảm giá gần 100k cơ. Quá là ưu đãi cho anh em luôn. Đấy, mình tạo ra cái combo này để cho anh em sử dụng thử cái bình xịt khử mùi này xem nó thế nào nhá. Chúc anh em có những trận cầu thật là vui vẻ, có những trận bóng mà không bao giờ bị những cái chấn thương nào hết nhá.